Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ, cứu cả hầu phủ, của tác giả Tần Cửu Nguyệt. Tập 16. Chương 151: Lấy hết hành lý của Hứa thị. 2. Phó Yến Đình nhướng mày nói, "Được rồi, lần sau ta chắc chắn sẽ gọi muội đi cùng." Sau đó, Phó Giang Hoàng lại nhìn về phía Trừ Trần Âm, "Tẩu tẩu, tối hôm qua tẩu cũng đi." Trừ Trần Âm cười trả lời, "Đêm qua ta không ngủ được, nghe thấy âm thanh ở sát vách bên cạnh, cho nên đặc biệt đi qua xem." Phó Giang Hoàng kéo cánh tay nàng, lời nói thành khẩn, "Tẩu tẩu, sau này còn gặp phải chuyện như vậy, tẩu ngàn vạn lần đừng đi một mình nữa, nếu như bị thương thì không hay đâu." Phó phu nhân cũng kéo tay nàng nói, "Đúng vậy, Trần Âm, con bình thường đều ở trong khuê phòng, không giống như chúng ta đã thấy qua nhiều trận đánh đánh giết giết như vậy. Sau này lại có xảy ra chuyện gì thì cứ tìm Giang Hoàng không có ở đây thì con tìm Hưng Thành. Hưng Thành không ở đây thì con tìm Lai Phúc, cả nhà chúng ta chỉ cần có một người ở đây là có thể bảo vệ con chu toàn." Trừ Trần Âm nghe được lời này của phó phu nhân rất cảm động, vội vàng mỉm cười đáp lại, "Vâng, mẫu thân." Phó phu nhân nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, trong lòng cũng rất thích, nắm tay nàng không nỡ buông ra. Trong khi chờ trời sáng hẳn, Phó Hầu ra dừng xe ngựa ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành An Châu. Cả nhóm người bọn họ tìm một ngôi nhà cũ kỹ trong làng, tạm thời nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Mang những con ngựa từ thôn Mộng Như đến sớm đã mệt đến mức gầy đi một vòng. Trừ Trần Âm nhân lúc bọn họ không chú ý đến, lén lút lấy không ít thức ăn gia súc và nước linh tuyền từ trong không gian ra cho mấy con ngựa này ăn. Có những thức ăn gia súc và nước linh tuyền này, sau khi ngựa ăn xong con nào con nấy tinh thần phấn chấn, so với lúc vừa đến thành An Châu thì trạng thái tốt hơn gấp trăm lần. Cùng lúc đó, trong khách điếm, Hứa thị và Thường đại nhân đã tỉnh dậy. Hứa thị vẻ mặt đắc ý tìm hạ nhân đêm qua đã dặn dò, cười hỏi, "Thế nào? Đồ đã phá hỏng hết chưa?" Hạ nhân trên mặt còn có phân ngựa, "Phu nhân, đêm qua bị Diêm La Vương của phó gia kia phát hiện rồi, hắn ta đã ném bọn thuộc hạ vào trong chuồng ngựa." "Diêm La Vương của phó gia còn có thể là ai?" "Đương nhiên là Phó Yến Đình." "Ngươi nói ngươi bị Phó Yến Đình phát hiện?" Hứa thị đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tên hạ nhân gật đầu. Hứa thị vội vàng lùi lại vài bước, "Bị hắn ta biết rồi, còn không phải cầm kiếm đến giết hết chúng ta." Tên hạ nhân chần chừ một lát, sau đó lắc đầu nói, "Phu nhân, người phó gia trời còn chưa sáng đã đi rồi." "Đi rồi?" Hứa thị kinh ngạc. Ngay sau đó tên hạ nhân lại nói, "Bọn họ không chỉ đi, hình như còn mang theo xe ngựa và hành lý bên trong đó của phu nhân cũng mang đi rồi." Hứa thị kinh hãi, trừng mắt to mắt nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Còn không mau đưa ta đi xem." Tên hạ nhân vội vàng đứng dậy nói, "Phu nhân, đại nhân, mau đi theo thuộc hạ." Hứa thị vội vàng bước nhanh đi theo. Thường đại nhân bối rối, đi theo phía sau bọn hắn. Đến khi bọn họ đến chuồng ngựa ở hậu viện, phát hiện ra 4-5 xe ngựa nhà mình ngay cả bánh xe cũng không thấy nữa. "Xe ngựa đâu? Xe ngựa của chúng ta đâu?" Hứa thị hoang mang lớn giọng nói. Đêm qua người phụ trách trông coi hành lý vội vàng chạy qua nói, "Phu nhân, đêm qua có người đánh ngất thuộc hạ, đã mang xe ngựa đi rồi." Tên thuộc hạ đáp lời Hứa thị cướp lời nói, "Chắc chắn là Phó Yến Đình, chính là hắn ta làm." Hứa thị tức đến xanh mặt, vịn vào tường bên cạnh, hung hãn nói, "Hay cho tên Phó Yến Đình, ngay cả đồ của ta cũng dám lấy đi, lá gan thật lớn." Hạ nhân ở một bên cẩn thận dè dặt hỏi, phu nhân trước tiên đừng lo lắng, phu nhân và đại nhân không phải đã giấu hết bạc đi rồi sao? Chỉ cần có bạc những thứ này vẫn có thể mua được." Chương 152, chia dâu tây cho mọi người ăn. Đúng vậy, mặc dù bây giờ đồ được bán ở trong chợ ít hơn so với trước đây, nhưng cũng sẽ mua được một ít quần áo và thức ăn. Người phụ trách trông coi cũng nói. Hứa thị vừa nghe, cảm thấy cũng đúng, vội vàng xoay người hướng về phía Thường đại nhân ở phía sau nói, "Lão gia, chúng ta cầm bạc lại đi mua 2 chiếc xe ngựa." Tuy nhiên, phía sau bà ta lại không có một bóng người. Hứa thị cho rằng Thường đại nhân còn ở trong nhà, vội vàng lên lầu 2, "Lão gia." Bà ta đi tới phòng khách của bọn họ, phát hiện Thường đại nhân cũng không có ở đây. Nhìn căn phòng trống rỗng,
Hứa Thị cảm thấy không ổn, vội vàng tìm kiếm trên giường. Quả nhiên, số bạc tối qua bọn họ giấu dưới gầm giường đã không còn nữa. Lúc này, một tên hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới, nói, phu nhân, không ổn rồi. Hứa Thị ngước lên nhìn hắn ta, nghiêm nghị nói, cái gì không ổn rồi. Hạ nhân thở hổn hển, lắp bắp nói, tiểu nhân nhìn thấy đại nhân dẫn theo một cô nương chạy trốn rồi. Ngươi nói ai chạy trốn rồi? Hứa Thị trợn mắt, cơ thể khẽ run lên. Hạ nhân nhìn về phía sau, vội vàng nói, thường đại nhân đó. Phu nhân, cô nương được dẫn theo hình như là nha hoàn Hương Nhi trước kia bên cạnh phu nhân. Hứa Thị nghe xong, loạng choạng, trực tiếp ngã xuống đất. Cái tên không có lương tâm kia cư nhiên lấy bạc của ta rồi bỏ trốn cùng nữ nhân khác. Bà ta ngồi bệt xuống đất và khóc lớn. Đám hạ nhân đi theo bà ta đến cửa vừa nghe tin bạc của bà ta bị người ta cũng mất đi, lập tức cũng không còn tâm tư tiếp tục hầu hạ bà ta, nháo nhào cau mày rời khỏi nơi này. Hứa Thị vì không thể trả bạc cho khách điếm, cuối cùng bị trưởng quầy của khách điếm đuổi ra ngoài. Ngoại thành, Trừ Trần Âm giúp phó phu nhân dọn dẹp đơn giản căn nhà cũ kỹ một chút. Sau khi dọn dẹp xong, nàng đi vào không gian lấy ra một ít chăn đệm và tấm thảm ngày thường dùng, cùng với thịt gà, thịt vịt và thịt cá. Trước khi rời đi nàng còn cầm thêm sầu riêng và dâu tây đắt tiền từ không gian nông sản ra. Sau khi rời khỏi không gian, nàng mang chăn đệm và tấm thảm bỏ vào trong xe ngựa, lại làm bộ lấy ra, chia cho mọi người, sau đó đưa thịt gà, vịt, cá đến phòng bếp cho nương của Thanh Nhi. Phó hầu gia và phó phu nhân bọn họ không quản đồ dùng, chỉ nghĩ rằng những thứ này là bọn họ mang đến từ thôn Lan Mẫu. Trừ Trần Âm đặt sầu riêng ở phòng trước, sau đó rửa sạch dâu tây rồi bưng qua cho mấy người phó phu nhân bọn họ. Phó phu nhân trước giờ chưa từng nhìn thấy dâu tây, nhìn thấy Trừ Trần Âm mang tới bèn tò mò nói, đây là quả gì? Tại sao trước đây ta chưa từng thấy? Trừ Trần Âm cầm lấy một quả đưa cho bà ấy, vừa rồi con hái quả dại trên cây ở sau núi. Mẫu thân, người nếm thử xem, mùi vị cũng không tệ lắm. Dâu tây thơm ngọt, mọng nước và ăn rất ngon. Phó phu nhân thử nếm một miếng, sau đó lập tức tươi cười, quả này rất ngọt. Trừ Trần Âm đưa một đĩa đặt ở trong tay bà ấy, đúng vậy, mẫu thân, nào, ở đây còn nữa. Phó phu nhân chỉ cầm một quả, còn thừa lại thì trả lại tất cả cho Trừ Trần Âm, bây giờ khắp nơi đều là thiên tai, loại quả như vậy khó mà được ăn, con ăn nhiều một chút. Trừ Trần Âm đặt dâu tây ở bàn bên cạnh nói, mẫu thân, người ăn đi, chỗ con còn có. Không đợi phó phu nhân kịp từ chối lần nữa, Trừ Trần Âm vội vàng đứng dậy cười nói, con đi đưa cho phụ thân, còn phải mang qua cho Giang Hoàng bọn họ. Nàng nói xong, ngay lập tức quay người vội vàng rời khỏi đây. Ngôi nhà nhỏ tồi tàn này chỉ có hai phòng, một phòng dành cho nam tử và một phòng dành cho nữ tử, đành miễn cưỡng ở tạm. Sau khi đi ra từ phòng phó phu nhân, nàng lại cầm một ít dâu tây đi tới trước phòng phó hầu gia. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai, ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 153, cho hầu gia ăn sầu riêng, 1. Phó hầu gia và Lai Phú Lưu thúc bọn họ đang bàn bạc về chuyện sau này khi đến Mạc Bắc Phó Điều ngồi canh cửa một mình. Trừ Trần Âm cho Phó Điều mấy quả dâu tây, phần còn lại bưng cho Phó Hầu và những người khác. Mấy người nam nhân này khi nhìn thấy dâu tây cũng rất kinh ngạc, không nỡ ăn mà chỉ cầm trong tay nhìn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một loại quả dại như vậy, thực sự rất kỳ lạ. Đúng vậy, nhìn đỏ như vậy cũng không biết là có độc hay không. Chắc là không có độc, Trần Âm tự mình bưng tới, làm sao có thể có độc được. Phó Hầu nói, cắn một miếng, ánh mắt híp lại, thật lâu sau, đôi mắt mở to ra khen ngợi, quả này đúng là rất ngon. Lai Phúc và Lưu Thúc thấy ông ấy đã ăn thì cũng đều cắn một miếng. Ăn một miếng này xong thì ai cũng nhao nhao lên cảm khái, ngọt thanh hợp khẩu vị, đúng thật là rất ngon. Phó Điều ngồi bên ngoài cửa lại chưa ăn, hắn ta để trước mũi ngửi ngửi, thật sự là không nỡ ăn, cẩn thận để ở trong lòng. Trừ Trần Âm bưng một đĩa dâu tây khác chuẩn bị ra ngoài phòng gọi Phó Yến Đình và Phó Giang Hoàng bọn họ. Ai mà biết được mới đi đến bên ngoài phòng chỉ nhìn thấy Phó Giang Hoàng đã mở sầu riêng đang đặt ở trong góc nhà ra. Đại ca, nhị ca, đây là cái quái gì mà hôi dữ vậy? Trừ Trần Âm khựng lại, đang định giải thích, liền nhìn thấy Phó Hưng Thành che mũi nói, toàn là gai bao phủ, đây là thứ gì mà hôi vậy?
Phó Giang Hoàng dùng ngón tay chọc chọc vào gai của quả sầu riêng, đừng nói, dùng thứ hôi hám này làm vũ khí cũng khá tốt đấy. Làm chùy lưu tinh sao? Phó Hưng Thành nghiêm túc hỏi. Phó Giang Hoàng đưa tay làm vài động tác nói, đúng vậy. Trừ Trần Âm sải bước đi tới nói, nhị đệ, tam muội, đây là quả dại mà ta vừa mới tìm được sau núi. Phó Giang Hoàng nghe vậy thì sửng sốt, thứ hôi hám này là trái cây sao, có ăn được không? Có thể ăn được. Trừ Trần Âm trả lời, tùy tiện bịa ra một lý do, lúc trước ở Trừ phủ ta đã từng nhìn thấy thứ này, còn nhìn thấy Trừ phu nhân bọn họ ăn nó. Phó Giang Hoàng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, không ngờ người của Trừ gia lại có khẩu vị nặng như vậy. Thấy bọn họ đã mở quả sầu riêng ra, Trừ Trần Âm tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, trực tiếp lấy phần muối bên trong ra, bày ra đĩa, nghĩ đến việc sẽ đưa cho mọi người nếm thử. Nào biết đâu, miếng sầu riêng này vừa được đặt lên bàn. Phó Hầu ra đi ra, ông ấy vừa đi vừa khịt mũi người, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Hưng Thành đang đứng trước mặt, lão nhị. Ban ngày ban mặt mà đi vệ sinh trong phòng, còn ra thể thống gì nữa? Phó Hưng Thành sửng sốt, mở to mắt, chỉ vào chính mình, ấp úng nói, phụ thân, con. Phó Hầu ra tiếp tục đi về phía trước phòng, còn không mau dọn dẹp đi, đừng để tẩu tẩu của con nhìn thấy. Phó Hưng Thành càng thêm bối rối, phụ thân, con đi vệ sinh giữa ban ngày lúc nào vậy? Ngài nói như vậy, tẩu tẩu sẽ hiểu lầm. Phó Hầu ra vừa ngước lên, thì thấy Trừ Trần Âm cũng ở đây, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Sau vài giây im lặng, Phó Hầu ra nhanh chóng thay đổi lời nói, đó là lời nói đùa thôi, vừa rồi phụ thân chỉ nói đùa thôi, Trần Âm, con đừng tưởng thật. Ông ấy nói rồi nhìn quanh, nhưng mà, tại sao trong phòng lại có mùi khó chịu như vậy? Ông ấy khịt mũi ngửi, vừa lúc nhìn thấy muối sầu riêng trên bàn, đến gần ngửi thử sau đó bịt mũi lại, nghiêm túc hỏi, Trần Âm, đĩa đồ ăn đó là gì vậy? Phó Giang Hoàng tiếp lời, tẩu tẩu nói là trái cây. Trái cây, mùi hôi như vậy có thể ăn được sao? Phó Hầu gia hiển nhiên không tin. Trừ Trần Âm vốn là muốn lấy ra cho mọi người nếm thử, nhưng bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn bọn họ có lẽ không thể chấp nhận nổi. Chương 154, cho Hầu gia ăn sầu riêng, 2. Nàng bưng lên, cười nói, phụ thân, đây đúng thật là trái cây, chỉ là hơi có mùi thôi, nếu ngài không ngửi được thì để con bưng đến hậu viện. Gian phòng rách nát ở hậu viện còn ngổn ngang cỏ dại chưa được dọn sạch. Phó Hầu ra ngẩng đầu liếc nhìn, ông ấy vốn không muốn phản bác tính tình của Trừ Trần Âm, nhưng ông ấy thật sự không chịu nổi mùi vị này, được, con mang đi đi. Phó Giang Hoàng cố gắng cắn thử một miếng, sau đó lập tức phun ra, tẩu tẩu, hay là cứ chôn nó luôn đi. Trừ Trần Âm không nỡ chôn, cuối cùng một mình nàng ôm nó vào bụi cỏ ở hậu viện. Nàng ngồi xổm bên đám cỏ dại và ăn một mình. Thành thật mà nói, xuyên đến hiện tại lại phải bôn ba lâu như vậy, ăn được một miếng sầu riêng giống như một giấc mơ vậy, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không bao lâu, Phó Yến Đình tới, hắn chậm rãi ngồi ở bên cạnh nàng, cũng cầm một miếng ăn. Hơn nữa hắn còn ăn rất điềm nhiên mà không hề cau mày lấy một cái. Trong lòng Trừ Trần Âm vui mừng vì cuối cùng cũng có người ăn được, nàng nhanh chóng cười hỏi, có ngon không? Phó Yến Đình lắc đầu, trả lời, không ăn được, giống ăn phân. Nụ cười của Trừ Trần Âm khựng lại trên mặt, ăn không được chàng còn ăn làm gì. Phó Yến Đình nghiêm túc nói, ăn cùng với nàng, ăn cùng ta. Trừ Trần Âm nghi hoặc. Câu này có thể hiểu là cho dù có là phân, thì hắn cũng sẵn sàng ăn cùng nàng đúng không? Nàng còn chưa kịp hoàn hồn lại. Phó Yến Đình để hột còn dư lại xuống đất và nói, tam muội nói có thú hoang trong rừng cây gần đó, chúng ta có thể bắt một vài con để bỏ vào không gian. Vừa nghe nói có thú hoang, Trừ Trần Âm lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong rừng rậm có rất nhiều cây cối, hẳn là không chỉ có thú hoang, không chừng còn có những bảo vật khác. Phó Yến Đình đứng dậy nói, được rồi, sáng mai chúng ta đi. Sáng sớm hôm sau, Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình lên núi sớm. Núi ở đây không cao nhưng rừng cây lại rất tươi tốt, do đợt hạn hán gần đây nên lá cây xung quanh cũng đã khô héo rất nhiều, nhưng càng đi sâu thì lá cây càng nhiều. Phó Giang Hoàng và Phó Hưng Thành vốn muốn đi theo đến đây, nhưng Phó Yến Đình sợ họ vướng chân vướng tay nên đã kiếm cớ yêu cầu họ ở nhà để bảo vệ Phó Hầu gia và Phó Phu Nhân. Hôm nay Trừ Trần Âm thay đổi trang phục giống nam tử, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao trên đầu, thoạt nhìn thoải mái tươi tắn giỏi giang hơn ngày thường rất nhiều.
hai người đi bộ đến tận sâu trong rừng rậm. Trừ Trần Âm dựa theo ký ức trong sách tìm thấy kho báu mà nàng đã nhắc đến. Sâu trong rừng cây có một vùng đất rộng lớn mọc toàn nhân sâm và linh chi thượng phẩm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt Trừ Trần Âm lộ ra vẻ vui mừng. Nhân sâm và linh chi ở đây thậm chí còn tốt hơn những cây mà nàng đã tìm thấy trong cung của hoàng đế lần trước. Chúng có lẽ đã hơn 100 năm tuổi, là dược liệu dùng để bồi bổ và chữa bệnh tốt nhất. Sẽ rất đáng tiếc nếu tất cả những thứ này đều chết héo vì hạn hán. Phó Yến Đình đi đến bên cạnh một cây linh chi và nhổ nó lên, phát hiện nó cao ít nhất nửa mét. Nếu đem nhân sâm này đi bán thì ít nhất cũng được 100 lượng bạc. Trừ Trần Âm đi đến bên cạnh hắn nói, hiện giờ thiên tai xảy ra khắp nơi, ai còn mua nhân sâm làm gì, nhưng chúng ta có thể thu vào trước, chờ sau này thái bình thì lại lấy ra cũng có tác dụng. Nói đến đây, nàng chợt nghĩ đến phó phu nhân, hơn nữa, gần đây nương cũng hay mệt mỏi, vừa lúc có thể tẩm bổ cho bà ấy. Phó Yến Đình gật đầu, nàng muốn ta đào ra hết chỗ này, hay sao? Trừ Trần Âm ngăn hắn lại, nói, chờ một chút, để ta thử xem có thể đem mảnh đất này và cả linh chi và nhân sâm dịch chuyển vào trong không gian hay không. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai, ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 155, cùng đi dọn núi. Trước đây nàng thường di chuyển từng vật phẩm riêng lẻ, hiếm khi di chuyển những khu vực rộng lớn như thế này. Nói xong, nàng đặt tay xuống đất, di chuyển chúng vào không gian bằng ý niệm của mình. Một lúc lâu sau, nàng từ từ mở mắt ra, thì thấy mình đã đi đến chỗ linh tuyền trong không gian, còn mảnh linh chi và nhân sâm nàng vừa chuyển vào đã được trồng ở bên cạnh linh tuyền trong không gian. Trong lòng nàng rất vui vẻ, không ngờ mình thật sự có thể thành công, nếu như vậy thì sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi di chuyển linh chi và nhân sâm, Trừ Trần Âm đi theo Phó Yến Đình và phát hiện rất nhiều thỏ rừng. Khinh công của Phó Yến Đình rất lợi hại, nhảy lên một cái là chuẩn xác bắt được một con thỏ con. Trừ Trần Âm đem tất cả những con thỏ con mà hắn bắt được bỏ vào không gian nông trường, đồng thời cũng làm một cái ổ thỏ. Sau khi bắt được thỏ, lại bắt được vài con gà rừng, đi xa hơn về phía trước thì có thể nhìn thấy một vài con hươu sao. Những con hươu sao thì rất khó bắt, nhưng có hai con tương đối thân thiện với con người. Sau khi Trừ Trần Âm đích thân cho chúng ăn xong thì thu hết hai con vào trong không gian. Những con vật này cũng tương đối ngoan ngoãn. Một lát sau đột nhiên có một con lợn rừng lao ra khỏi bụi cỏ. Cẩn thận! Phó Yến Đình ôm eo lấy Trừ Trần Âm, đưa nàng lên trên cây. Trừ Trần Âm đứng trên cây nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới có 5-6 con lợn rừng lớn đang tụ tập. Nàng nhanh chóng lấy ra một khẩu súng gây mê từ trong không gian và bắn từng con lợn rừng. Chẳng bao lâu sau tất cả những con lợn rừng này đều ngất đi. Phó Yến Đình nhìn chằm chằm vật trong tay nàng, vật này cũng là vũ khí sao? Trừ Trần Âm cười nói, cũng không được coi là vũ khí, nhưng dùng để đi săn thì cũng khá tốt. Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi cây rồi thu hết lũ lợn rừng này vào không gian. Sau khi thu xong đám lợn rừng, hai người tiếp tục tiến về phía trước và phát hiện ra một vách đá nhỏ. Vách đá không cao, nhưng phía dưới lại có rừng cây rất rậm rạp, nếu rơi xuống đó thì không biết sẽ gặp phải thứ gì. Để đề phòng, Trừ Trần Âm cẩn thận lùi về phía sau vài bước, tránh cho vô tình rơi xuống dưới. Tuy nhiên, khi nàng vừa lùi lại được mấy bước, đột nhiên nàng nghe thấy Phó Yến Đình hét lớn, cẩn thận. Trừ Trần Âm ngẩng đầu nhìn, liền thấy một con sói hoang đang lao về phía mình. Đôi mắt nàng nheo lại, nhanh chóng giơ khẩu súng gây mê trong tay lên. Trước khi Trừ Trần Âm kịp bóp cò, thì Phó Yến Đình đã sớm lao tới, ôm lấy eo nàng lao về phía vách đá. Tiếng cành cây cọt kẹt vang lên, chờ khi nàng lấy lại tinh thần thì đã thấy mình đáp xuống một bãi cỏ mềm mại. Phó Yến Đình vội vàng hỏi nàng, thế nào, nàng không sao chứ? Trừ Trần Âm ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này không cao như nàng đã tưởng, dưới những tán cây lớn có một lớp cỏ rất dày. Ta không sao. Nàng ấn đầu nhìn về phía trên của vách đá, không, phải gọi là sườn đồi vì chỉ cao khoảng 3 người, nhưng mà chúng ta phải đi lên bằng cách nào? Phó Yến Đình cũng nhìn theo. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, nói, đừng vội, đợi sói đi rồi chúng ta lại đi lên. Sói chủ yếu sống theo bầy đàn, nếu có một con sói nghĩa là có cả đàn. Trừ Trần Âm tính toán lượng dùng của cây súng gây mê trong tay, suy nghĩ một chút vẫn quyết định mang theo Phó Yến Đình vào không gian đợi.
Trong thời gian ngắn, những con sói này sẽ không rời đi, thay vì chờ đợi ở bãi cỏ đầy côn trùng này, tốt hơn là nên đi vào không gian để chờ. Nói xong, nàng nắm lấy tay Phó Yến Đình, dẫn hắn đến tầng thứ hai của không gian. Trừ Trần Âm lấy một chai coca ướp lạnh từ trong tủ lạnh ra đưa cho Phó Yến Đình. Chương 156, tướng quân chuẩn bị ăn thịt. Phó Yến Đình cầm trong tay, cũng không vội uống, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chai rượu ngoại trong tủ lạnh. Dựa vào kinh nghiệm từng cho hắn uống rượu vang đỏ, Trừ Trần Âm quả nhiên lấy ra hai bình rượu trái cây từ tầng dưới của tủ lạnh. Loại rượu trái cây này được nàng mua một ngày trước khi xuyên qua, là phong cách của người nổi tiếng trên mạng, nàng còn chưa kịp uống. Cái này thì sao? Trừ Trần Âm cầm nó trong tay lắc lắc. Phó Yến Đình luôn rất tò mò về tất cả mọi thứ mới mẻ nên nhướng mày gật đầu. Trừ Trần Âm cầm hai cái ly, đổ cho mỗi người một ly. Nồng độ cồn của rượu trái cây còn thấp hơn rượu vang đỏ, có vị giống như nước trái cây, về cơ bản sẽ không gây say. Tuy nhiên, sau khi uống hai chai, Trừ Trần Âm vẫn cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn máy điều hòa, rồi nhìn chiếc loa thông minh của mình, gọi thử, đồng học Tiểu Ái, bật điều hòa lên, gió lạnh 20 độ. Có, máy điều hòa đang bật. Một giọng nam máy móc trầm thấp chậm rãi vang lên. Phó Yến Đình suýt chút nữa làm đổ rượu trái cây trong tay, hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, nàng đang nói chuyện với ai vậy? Trừ Trần Âm cũng không biết nên giải thích thế nào cho hắn biết, đây là thiết bị gia dụng thông minh, sau khi suy nghĩ, nàng nói là âm thanh của không gian. Âm thanh nhắc nhở trong không gian đều là giọng nữ, lúc này đột nhiên xuất hiện một giọng nam. Hơn nữa, giọng nói nghe như một nam tử vừa trưởng thành. Phó Yến Đình bán tín bán nghi, nhân lúc Trừ Trần Âm không chú ý tới thì nhìn về phía chiếc loa thông minh, giống như một con dã thú bị xâm phạm lãnh địa, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai người tiếp tục uống rượu trái cây. Lúc này, không khí từ điều hòa càng ngày càng lạnh, khiến đôi má vốn đang nóng bừng của Trừ Trần Âm dần dần hạ nhiệt. Một giờ trôi qua rất nhanh, Trừ Trần Âm vừa uống xong hai chai rượu trái cây đã bị bắn ra ngoài. Nàng và Phó Yến Đình vẫn đang ngồi trên bụi cỏ dưới chân sườn đồi. Nhưng bây giờ trời đã tối, con sói phía trên cũng đã đi mất. Trừ Trần Âm ngẩng đầu nhìn lên trên nói, đi thôi, đã muộn rồi, tiến vào sâu bên trong sẽ không an toàn. Phó Yến Đình nắm lấy tay nàng, nói, chờ một chút. Trừ Trần Âm nghe xong quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng từng con đom đóm chậm rãi bay lên. Đom đóm từ từ bay lên trong màn đêm lặng như nước, chúng như những vì sao trên trời tỏa sáng trên bầu trời đêm, như một giấc mơ mộng ảo. Trừ Trần Âm chỉ từng nhìn thấy cảnh tượng này qua hiệu ứng đặc biệt trên TV trước kia, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, thực sự rất chấn động. Có lẽ do vừa mới uống rượu, dưới khung cảnh như vậy làm nền, trái tim Trừ Trần Âm đập rất nhanh, nàng quay đầu lại nhìn Phó Yến Đình. Nàng nhìn thấy Phó Yến Đình đang khoanh tay, trông như đã biết từ lâu, hắn mỉm cười nhìn những con đom đóm này. Trừ Trần Âm chợt hiểu ra, chẳng lẽ vừa rồi Phó Yến Đình nhìn thấy đàn sói đó lại rụt rè như vậy là vì hắn đã đến nơi này từ lâu, chỉ kiếm cớ dẫn nàng đến đây xem đom đóm mà thôi. Trên mặt nàng vô thức nở nụ cười, tuy trong lòng thì thấy hắn tốn công, nhưng vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn có chút cảm động. Xung quanh càng ngày càng có nhiều đom đóm, như thể toàn bộ ngọn núi đang được bao phủ bởi những vì sao chói lóa. Trừ Trần Âm như được quét sạch hết mọi mệt mỏi của những ngày rong ruổi vừa qua, không khỏi vươn tay ra đón lấy một con đom đóm. Con đom đóm đậu trên đầu ngón tay nàng một lúc rồi lại bay đi. 3 năm trước ta đã cùng nhị đệ đến đây hái linh chi, lúc đó đom đóm cũng giống như bây giờ. Ánh mắt của Phó Yến Đình chậm rãi di chuyển từ ánh sáng của đám đom đóm sang khuôn mặt của Trừ Trần Âm. Đôi mắt hắn sâu thẳm sáng ngời chứa đầy sao trời và khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng toát ra tràn ngập sự dịu dàng. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 157, buổi động phòng tới muộn. Nghe hắn nói như vậy, Trừ Trần Âm cũng coi như xác thực được nghi vấn trong lòng mình, không khỏi cảm thấy Phó Yến Đình cũng khá lãng mạn. Một cơn gió ấm thổi qua, hai người ngồi cạnh nhau dựa vào vách đá phía sau, nhìn những con đom đóm bay lượn trước mặt, bất giác đều cảm thấy hơi buồn ngủ. Trừ Trần Âm chỉ cho rằng rượu trái cây có độ cồn thấp kia đã có tác dụng, càng thêm cảm thấy thân thể này quá yếu đuối. Khi nàng đưa mắt nhìn xuống thì vừa lúc nhìn thấy tay phải của Phó Yến Đình đang buông thõng sang một bên.
Bàn tay của hắn to và dày, do hàng năm phải giơ đao múa kiếm nên có những vết chai dày. Nhìn kỹ hơn thì thấy có vết máu giữa các ngón tay hắn. Trừ Trần Âm thấy hơi đau lòng, vội vàng nắm lấy tay hắn hỏi, chàng bị thương từ khi nào? Phó Yến Đình cũng không để ý, có thể là khi bắt thỏ không cẩn thận nên bị thương, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng. Vậy cũng không được, nếu vết thương này không được xử lý đúng cách thì sẽ bị nhiễm trùng. Trừ Trần Âm lấy từ trước ngực ra vài cây tam bông khử trùng và băng dán vẫn luôn mang theo bên người, dùng động tác thành thạo giúp hắn khử trùng và dán băng dán lên. Vết thương tuy không lớn nhưng khá sâu, khi khử trùng có thể nhìn thấy da thịt. Tuy nhiên, trong suốt quá trình Phó Yến Đình thậm chí còn không nhíu mày lấy một cái, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Trừ Trần Âm đang xử lý vết thương một cách nghiêm túc. Hắn quanh năm giết địch trên chiến trường, có vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Hắn từ lâu đã không thèm để ý đến những vết thương nhỏ như vậy, nhưng người đầu tiên lo lắng cho hắn như vậy thì chỉ có Trừ Trần Âm. Đặc biệt là những đầu ngón tay trắng nõn đang từng chút chạm vào mu bàn tay hắn, khiến tim hắn cũng cùng đập theo. Dưới làn gió nhẹ và hơi rượu hòa tan, Phó Yến Đình không kìm lòng được mà chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. Không giống những lần uống say hay uống thuốc trước, lần này hắn tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Và rất rõ ràng, vào lúc này Trừ Trần Âm cũng khác với lúc trước. Trừ Trần Âm cảm giác được hơi ấm chậm rãi truyền đến trên má, nàng dừng lại việc đang làm, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia ôn hòa. Mặc dù nàng cũng uống một ít rượu trái cây, nhưng chút rượu này không gây say mà ngược lại còn tiếp thêm can đảm. Phó Yến Đình dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa môi nàng, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi, xin hỏi phu nhân, vào canh giờ này có thể động phòng được hay không? Nghe xong lời này, trong đầu Trừ Trần Âm nhớ tới đêm tân hôn khi hai người vừa mới gặp nhau. Phó Yến Đình nói với nàng còn chưa tới canh giờ nên không vội động phòng. Bây giờ giống như mọi thứ luân hồi trở lại, đêm đó đã quay trở lại một lần nữa, nhưng tâm trạng của hai người đã hoàn toàn khác. Trừ Trần Âm nhướng mày, mỉm cười nói, ban ngày ban mặt mà động phòng thì còn ra thể thống gì. Phó Yến Đình nâng cằm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Trừ Trần Âm cũng không chịu thua kém, đưa tay câu cổ hắn, rồi hôn đáp lại. Hô hấp của hai người dần dần bị rút đi. Phó Yến Đình buông nàng ra, vuốt mái tóc dài xõa xuống thái dương của nàng, cười như gió xuân, phu nhân, bây giờ là ban đêm thanh vắng sao có thể là ban ngày được. Trừ Trần Âm ngồi thẳng người trước mặt hắn, hai tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng liếc nhìn những con đom đóm xung quanh, ở đây có rất nhiều ánh mắt đang quan sát đó. Phó Yến Đình vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, vậy để chúng nó xem đi. Nghĩ đến bộ dạng lần trước Phó Yến Đình điên cuồng vì nàng, trái tim Trừ Trần Âm trở nên mềm mại hơn, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Con người là vậy, về vấn đề tình yêu và việc phu thê thì họ có thể tự học hỏi theo bản năng mà không cần ai chỉ dạy. Chương 158, nạn châu chấu tới rồi, 1. Phó Yến Đình nhận được sự đồng ý của Trừ Trần Âm, lập tức cởi bỏ mọi ngụy trang, bộc lộ bản chất dã thú, ôm chặt lấy eo nàng hôn lại thật sâu. Những con đom đóm đang bay múa khắp nơi trong rừng cây giật mình sợ hãi và bay cao lên. Đêm nay, khu rừng yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn. Con sói nhịn quá lâu không ăn thịt, khó khăn lắm mới bắt được con cừu nên đã hoàn toàn quên đi lý trí. Lúc thì nhai kỹ nuốt chậm, lúc thì ăn ngấu nghiến, như thể có sức lực vô hạn dùng mãi không xong. Cú mèo trên cành cây mở đôi mắt to lén nhìn, bên cạnh còn đậu mấy con vẹt nhỏ đang học bắt trước. Con vẹt nhỏ bắt trước lời của người dưới gốc cây, chậm lại một chút. Sau khi kêu lên quang quác một tiếng, nó lại tiếp tục bắt trước, đừng, đừng, nhanh. Trừ Trần Âm bị tiếng chim làm phân tâm, đè Phó Yến Đình lại, nói, con chim này biết nói. Phó Yến Đình ném quần áo quanh eo sang một bên, nhặt viên đá trên mặt đất ném về phía con vẹt nhỏ kia. Con vẹt nhỏ kêu một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Trừ Trần Âm ngẩng đầu nhìn, bị Phó Yến Đình nâng mặt, quay lại chủ đề. Tiếng ồn ào trong rừng kéo dài cho đến tận bình minh. Trừ Trần Âm ngủ thiếp đi trong vòng tay của Phó Yến Đình. Phó Yến Đình vẫn luôn thức, ôm Trừ Trần Âm trong lòng, ngơ ngác nhìn vết đỏ trên cổ nàng, thỉnh thoảng đưa tay ra cẩn thận gạt đi những sợi tóc rơi trên trán nàng. Khi mặt trời dần lên cao, Phó Yến Đình lấy ra chiếc loa thông minh mà hắn bí mật mang ra khỏi không gian. Nhân lúc Trừ Trần Âm còn đang ngủ say, hắn đã nhấc chân đá chiếc loa thông minh xuống sườn đồi. Sau đó hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra,
tiếp tục ôm Chử Trần Âm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Còn 99 ngày hoàn thành việc nâng cấp không gian tầng 11. Chử Trần Âm bị âm thanh trong không gian đánh thức. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện đã là giữa trưa, mặt trời treo cao trên bầu trời xanh rộng lớn, chiếu ra hào quang chói mắt. Nàng đưa tay che ánh sáng, nhìn sang bên cạnh, trông thấy y phục bừa bãi trên bãi cỏ. Ký ức đêm qua chợt cuồn cuộn hiện về trong tâm trí Phó Yến Đình. Không hổ là một vị tướng quân mạnh mẽ, thể lực của hắn thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu không phải nàng cuối cùng nàng bật ra lời xin tha, nàng thật sự hoài nghi hôm nay mình có thể xuống núi hay không. Nàng tỉnh rồi. Phó Yến Đình đi tới bên cạnh nàng, ném cho nàng mấy quả dại. Cây cối ở đây không có quả, tìm cả buổi sáng cũng chỉ tìm thấy mấy quả này thôi. Chử Trần Âm cầm lấy trái cây nhưng lại không muốn ăn. Nàng để sang một bên lấy quần áo bọc lại. Khi mùa hè dần đến, thời tiết ngày càng nóng bức hơn, hạn hán cũng trở nên càng trầm trọng. Khi Chử Trần Âm thay quần áo xuống núi, nàng chỉ nhìn thấy một vùng rộng lớn cỏ khô héo úa. Phó Yến Đình đi đến trước mặt nàng, cầm trường kiếm nhổ cỏ cho nàng, đi từ từ, đừng vội, bên phụ mẫu hôm qua ta đã nói rõ với bọn họ rồi. Chử Trần Âm đột nhiên tỉnh ngộ, chàng đã sớm đã tính toán việc này từ trước rồi. Phó Yến Đình nghiêng người đỡ nàng xuống dốc, cái này gọi là ủ mưu, không phải tính toán. Chử Trần Âm nghe thấy hắn ngụy biện, tiến về phía trước một bước, đi ngang qua một đám cỏ, nàng nhìn thấy trước mặt mình có một con côn trùng nhỏ đang bay. Côn trùng nhỏ đang vẫy cánh hoàn toàn khác những con đom đóm đêm qua. Chử Trần Âm nhìn kỹ hơn, đây không phải là châu chấu sao? Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ thấy thêm một vài con đang bay tới. Những con châu chấu này con sau lại béo hơn con trước, chúng có đầu màu xanh lá cây, râu màu vàng nhạt, chúng vừa bay vừa nhảy rồi rơi xuống dưới chân Chử Trần Âm. Chử Trần Âm dẫm xuống một cái, vội vàng nói với Phó Yến Đình, không ổn rồi, là châu chấu. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 159, nạn châu chấu tới rồi, 2. Phó Yến Đình cụp mắt nhìn xuống con châu chấu đang bay cau mày lại, bên U Châu không hề có châu chấu, sao ở An Châu lại có? Chử Trần Âm nhìn về phương xa nói, tình hình hạn hán ở U Châu nghiêm trọng hơn, còn nơi này có nhiều đầm lầy lại trồng rất nhiều hoa màu, đương nhiên càng thích hợp cho châu chấu phát triển. Đầu tiên là thiên thạch, sau đó là hạn hán và động đất, tiếp đến bây giờ kéo theo đó là nạn châu chấu. Nàng cố gắng tìm kiếm những ghi chép về nạn châu chấu trong sách, chỉ có một câu, ở An Châu gặp châu chấu ăn hạt giống lương thực, nạn đói, không để lại thời gian cụ thể. Đánh giá tình hình châu chấu hiện tại ở đây xem ra có lẽ trong vòng 3 tới. Chử Trần Âm lập tức kéo Phó Yến Đình về nhà, đi, chúng ta nhanh về nhà nói chuyện này cho phụ mẫu biết. Trên xe ngựa của bọn họ có rất nhiều lương khô, nếu bị châu chấu vây quanh thì sẽ chẳng còn lại là bao. Trên đường trở về, Chử Trần Âm nhìn thấy rất nhiều đất ruộng vẫn chưa khô cạn hẳn, trên đó vẫn đang được trồng những con giống xanh mướt. Tuy đã chuyển sang màu vàng do hạn hán nhưng nếu được tưới nhiều nước hơn thì vẫn tiếp tục trồng được, còn có thể trồng. Nhưng nếu châu chấu đến thì chắc chắn chúng sẽ quét sạch chỗ cây giống này. Nàng dừng lại và nói, chi bằng, chúng ta mua những thửa ruộng này lại đi. Mua ruộng? Phó Yến Đình nghi ngờ hỏi. Chử Trần Âm đáp, thay vì để những cánh đồng này bị châu chấu ăn ở đây, tốt hơn là ta nên chuyển chúng vào không gian và tiếp tục trồng trọt. Phó Yến Đình nghe vậy cũng cảm thấy rất đúng, được rồi, chúng ta đi đến gia đình nông dân bên cạnh hỏi xem. Khi Chử Trần Âm đến một nông gia gần đó, nàng mới biết, hóa ra hơn chục hộ nông dân ở đây mấy ngày trước đã mang theo lương khô đi về phía nam. Một lão nhân đang định đi ra ngoài thì bị bọn họ ngăn lại, thở dài, không có hoàng đế, Giang Chi Phủ đã trở thành quan lớn vùng núi An Châu của chúng ta. Ông ấy đã tịch thu toàn bộ ruộng đất, chúng ta không còn đất để canh tác nên phải rời quê hương bỏ đi biệt xứ. Ông ấy đặt đồ đạc của gia đình lên xe bò và nói tiếp, cả thôn chỉ còn một mình lão lưu manh ta đây ở lại. Nếu còn ở đây thêm nữa, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Hai vị, lão phu đi trước một bước, cáo từ. Lão nhân nói xong rồi mau chóng đánh xe bò đi về hướng nam. Chử Trần Âm nhìn ông ấy rời đi bóng dáng, sau đó nhìn về phía sau cánh đồng, ánh mắt tối sầm. Những cánh đồng này đã bị Giang Chi Phủ chiếm đoạt, lẽ nào chúng ta còn phải mua lại từ chỗ Giang Chi Phủ hay sao? Phó Yến Đình chậm rãi đi về phía trước, quay lưng về phía nàng nói,
Giang Chi Phủ biết cách cướp đoạt, chúng ta làm sao phải dùng bạc khách khí với hắn làm gì? Trừ Trần Âm hiểu ý của hắn, đi theo phía sau hắn, vậy phu quân nhường đường một chút để ta thu lại đất đai. Phó Yến Đình lùi lại vài bước và nói, phu nhân, xin mời. Trừ Trần Âm đi tới ruộng, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng che lại, bởi vì nàng có kinh nghiệm di rời ruộng nhân sâm, lần này cũng rất quen thuộc. Vừa mở mắt ra, nàng đã đến không gian linh tuyền. Cánh đồng bên kia hạ xuống nằm sát cánh đồng nấm linh chi. Cách đây không xa có mấy cây sầu riêng non, lần trước nàng ăn sầu riêng nên đã cố ý giữ lại phần hạt và trồng vào trong đó. Trừ Trần Âm lập tức cầm ống dẫn nước từ linh tuyền ra ruộng. Những cây con nhỏ màu vàng ban đầu lập tức chuyển sang màu xanh lục, mỗi cây đều ngẩng cao đầu, trở nên tràn đầy sinh lực tươi tốt hơn rất nhiều. Trừ Trần Âm sau đó đi ra khỏi không gian, nhanh chóng chuyển những mảnh đất ruộng còn lại vào trong không gian. Sau khi động thủ xong, Trừ Trần Âm lại đi ra, phát hiện chỗ đất ban đầu đã biến thành một mảnh đất đen, mặc dù không có ruộng đồng, nhưng nhìn qua có vẻ khá màu mỡ. Chương 160, gặp lại cố nhân. Sau khi hai người thu thập ruộng xong, họ quay người trở về nhà. Vừa vào nhà, họ đã kể cho Phó Hầu Gia và Phó Phu Nhân nghe về chuyện châu chấu. Sau khi nghe chuyện này, Phó Hầu Gia và Phó Phu Nhân cau mày thật sâu. Phó Phu Nhân vẻ mặt buồn bã nói, ta nhớ tới Đại Dung Triều chúng ta hơn 100 năm trước có nạn châu chấu. Châu chấu đi đến đâu đều không có cỏ mọc, huống chi là lương thực, ngay cả người cũng chỉ có thể chỉ còn lại xương. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Phó Hầu Gia đứng dậy, xua tay, lớn tiếng nói, lập tức thu dọn đồ đạc, tiếp tục đi Mạc Bắc. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi nạn châu chấu ập đến. Lai Phúc đứng lên nói, Hầu Gia đại nhân, chỗ chúng ta cách Mạc Bắc ít nhất phải 5-6 thị trấn nữa, mà từ đây tới thị trấn gần nhất cũng phải đi mất 5 ngày. Thời gian 5 ngày không đủ, mọi người phải tìm chỗ ẩn nấp trước khi châu chấu kéo đến. Ngôi nhà nhỏ tồi tàn mà họ đang ở rõ ràng không có khả năng chống lại châu chấu. Trừ Trần Âm trầm tư suy nghĩ. Lúc này Phó Yến Đình nói, phụ mẫu, con nhớ đi về phía đông sẽ đi qua 3 quán trọ. Chi bằng chúng ta nắm bắt thời gian mau chóng lên đường theo con đường này. Trên đường nếu gặp châu chấu, chúng ta có thể trốn vào quán trọ. Phó Hầu Gia tính toán thời gian, gật đầu nói, cũng được, nghe lời con, chúng ta lập tức rời đi. Nghe xong, người Phó Gia đều đồng thanh đáp, vâng, dạ. May mắn thay, lần này mọi người chỉ mới dừng chân, nghỉ ngơi đơn giản ở An Châu, rất nhiều hành lý trên xe không được lấy ra, thu dọn qua loa xong, tất cả đều lên xe. Trừ Trần Âm ngồi tựa lưng vào xe ngựa, có chút buồn ngủ. Phó Giang Hoàng cũng ngồi trên xe ngựa vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ nàng, vội vàng nói, tẩu tẩu, tối qua tẩu và đại ca đi đâu? Sao lại có vết muỗi đốt đầy trên cổ vậy? Trừ Trần Âm nghe vậy không khỏi xấu hổ, cười lấy tay che lại nói, ta đang săn heo trong núi, bị sói vây ở sườn núi, bị muỗi cắn suốt đêm. Phó Giang Hoàng lộ ra vẻ mặt đau lòng, lấy từ trong ngực ra lọ dầu thơm mang theo bên mình, nào, tẩu tẩu, thoa lên đi. Đa tạ, tam muội. Trừ Trần Âm cầm lấy trong tay, giả vờ thoa lên. Phó Yến Đình chột dạ cầm ấm nước lên uống. Phó Giang Hoàng nhìn vết đỏ, cau mày, càng nghĩ càng tức giận, muỗi ở An Châu thực sự rất độc, nếu muội nhìn thấy nó, muội sẽ đập chết nó. Nói xong nàng ấy làm động tác vỗ nhẹ. Phó Yến Đình nghe thấy vậy liền bị sặc nước vào cổ họng rồi ho dữ dội. Trừ Trần Âm vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, chàng không sao chứ. Phó Giang Hoàng nhìn Phó Yến Đình, vẻ mặt quan tâm hỏi, đại ca, ca uống có ngụm nước thôi mà sao cũng bị sặc vậy. Phó Yến Đình thở đều một lát, vặn chặt ấm nước rồi đặt sang một bên, ta không sao. Trừ Trần Âm xoay người cầm lấy chiếc khăn tay đưa cho hắn. Phó Yến Đình cầm lấy nó trong tay và lau nước trên người. Hai mắt Phó Giang Hoàng nheo lại, mỉm cười ra vẻ đã hiểu, đại ca và tẩu tẩu dường như gần gũi hơn trước rất nhiều. Trừ Trần Âm thành thật cười nói, đó là chuyện đương nhiên, chúng ta là phu thê, tất nhiên tình cảm sẽ ngày càng tốt lên. Phó Yến Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một con dao gam mới mà hắn mới lấy được khoảng thời gian trước, đưa nó cho Phó Giang Hoàng. Phó Giang Hoàng cầm lấy trong tay, cười nói, đại ca, tẩu tẩu, hai người nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ xem xét con dao gam này trước. Nói xong, nàng ấy quay người đi xa. Trừ Trần Âm giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Yến Đình. Phó Yến Đình đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay nàng. Nhân lúc khi trong xe không có ai chú ý, hắn lén lút nắm tay nàng, sau đó lập tức thu lại.
Xe ngựa tiếp tục chạy, dọc đường số lượng châu chấu càng ngày càng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.